và áp dụng từ trên ChatGPT sẽ mà liên quan tới đây. Thì tại nó gì này đúng không? Cái CPT mới nhất bây giờ nó có cái này qua cái học rồi không biết nó quả đâu đúng. Mình cố gắng mua đó. Mua những cái login nữa để tìm kiếm cái thông tin đó sẽ là install để cái mua lại loại của ba cái install một con chat GPT đã từng đã tập cho Unify start right. Okay. Cái này là nó xây dựng phần của test scripture để ready tận báo cáo tiến độ đúng không? Thì mình muốn chưa để coi cái vụ tổ chức tiếp vị trí đúng không? Cũng được về có tiếng Việt sẵn nhé yeah. Em đi làm cái pro okay. Quán và một trình trong hai ngày một đêm để tạo ra ra địa điểm để sau đó hoạt động có thể là đúng không? Bắt Yahoo học về phát triển nhân vật về địa phương ba vì qua mô hình chúng ta bản địa các hoạt động hôm qua đó thời gian thì đã có chi phí bao gồm chi phí của bạn bao gồm bây giờ sao vừa bỏ quá một vâng trong trong là trong quản trị tổ chức sẽ liên quan đến người tổ chức của các mua công cụ nguyên liệu bù đắp từ đó để mọi người tham gia tuy nhiên là di chuyển giữa thì nó thôi thì ít nhất thôi xe khách quy mô là ít nhất quy mô khoảng 10 đến 15 bạn có thể một cái xe khách 16 chỗ đi trong 2 ngày chi phí bao nhiêu như vậy rồi hãy lên kế hoạch ban đầu đúng không hãy đưa ra
dạng, nó phải có dưới dạng mình. À, tính Excel vậy gì chương trình nguồn nhân lực tiếp các bước cần chuẩn bị thế nào process các bước đánh giá trong quá trình lên kế hoạch chương trình truyền thông phí không biết hợp lý không cho anh có problem rồi truyền thông trên nào mạng xã hội mạng xã hội đây là Facebook rồi website và thông cá nhân có kia kia từ kia đấy và ChatGPT nói tiếng Anh thì nó dễ hiểu hơn và người từ tiếng Việt cho các bạn dễ hiểu ngoài ra thì dự báo về chi phí nguồn ngân sách đúng sinh hoạt con sum thông tin hả cái này mình lập ra thì nó đơn giản là lập cái file mình trước sau đó mình sẽ lập cái scheduling sau và cái evaluation assessment cuối cùng nó có ba bảng khác nhau. Con số nó thay đổi là một người đúng chị ạ thứ nhất không phải anh 10 giờ, 8 giờ sáng 10 giờ đến nơi giới thiệu chương trình 10 giờ 12 giờ phải đợi đắp nhà bùn hoặc là kiến thức sinh thái kiến trúc sinh thái đúng không? Ăn trưa khám phá môi sinh thái bản địa sau 2 tiếng về 5 giờ về địa phương 6 giờ ăn tối giao lưu đó ngày 2 workshop truyền thông cập nhật thông tin có được cái rồi là sửa được cái được để thấy này làm gì nữa đó đó bây giờ nó thông minh hơn rồi ok không tạo đấy sao không sao chuyện nhỏ thôi đó kế hoạch như vậy rồi bây giờ bạn hỏi chi tiết hơn được không phải lọc tự thảo tự bảo tự thảo chi tiết các bạn bạn nào trở lại không rồi bạn nào sẽ hỏi em là ngày thứ nhất là chi tiết thì mình sẽ làm cái gì đúng nó sẽ bổ sung vào đó thì nó sẽ bạn tạo lại cái bảng này bắt đầu Excel là sau và bây giờ thích chạy một cái một vài câu lệnh nữa để nó đưa thẳng vào file Excel mình cũng được chuyện nhỏ người phụ trách đúng là có phụ trách đội hậu cần đội nhân địa phương phải thêm đó tính rủi ro và ngân sách trong ngày đầu tiên thì lên coi thì vậy thôi lên mạng
Yeah, một thứ rất là khó được trong khoảng thời gian đấy. Để đi sớm tại nhà xe uy tín, bây giờ hỏi là tại nhà xe uy tín chắc là có trả lời nổi nữa ở Việt Nam. Đó, thì đơn giản thì trả lời vậy thôi. Và dị ứng thì câu hỏi trước dựa trên cái thông tin mình đưa vào thôi, training thì nó không thể đưa thêm cái bảng giá mới được, cái đó không phải chức năng của công cụ dữ liệu lớn. Thì vào đó, con bừa con số ở đó đó à, không thay đổi. Bây giờ mình điều chỉnh các bạn ở trên, bây giờ tôi cũng xuất phát 8 giờ đúng không? Thế bây giờ hỏi chi tiết thôi. Một xuất phát sớm hơn chút việc về Hà Nội 5 giờ đến Hà Nội. Hiện trả phòng và những cái này quan trọng luôn, sau phải bỏ tồn các luôn trong chưa nghỉ ngơi nên là các bạn phải quản lý dự án từ là địa phương chuyên gia có thể được những cấu trúc bảo cận truyền thông các truyền thông B2B có thể nói là chúng ta thiếu cái truyền thông đó chỉ tạo lên kế hoạch chi tiết thông tin truyền thông trong sự kiện thời gian nội dung dựa trên Google Trend và Google Trend thì cách để đánh giá cái xu hướng thông tin hiện tại thì hiện tại thì tại sao có nó thì cái keyword đó là cái đương nhiên là ở tiếng Anh rồi nước thì hơi khó đó thì nó sẽ hiện việc là bây giờ đang lập cái gì Google Trend hiện tại là cái gì đó, các bạn quảng bá trên TikTok về những TikTok Trend cái đó thông tin nó mở thì nó thể hiện cái việc là con AI này bạn phải chỉ định cho nó cái nguồn thông tin logic cái nguồn thông tin gọi là good high quality data set đó. Nó mới có thể đưa cho bạn những cái đáp án có tính hiệu quả được đó. Thay thay bằng việc bạn ngồi bạn lướt những cái Google Trend đó. Thì bây giờ sẽ có một cái bộ công cụ nó tìm cho bạn vậy đó. Thế, okay, let's see. Đó. Không thể truy cập Google Drive nó không thể truy cập thì nó sẽ bây giờ thì nó có đoạn hơn mà nó sẽ nói về giờ nếu không thể truy cập thì tôi không thể truy cập đúng không? Đó, thực hiện giới thiệu sự kiện mục tiêu lịch trình chi tiết và thông tin đăng ký đúng không? Đo lường hiệu quả để trong kế hoạch planning thì luôn là measurement là một cái quan trọng, control là một quan trọng. Cái kế hoạch marketing thì là một kế hoạch riêng, separate planning. Kế hoạch vận hành sự kiện đó ngày cụ thể ngày 15 tháng 12 là nó là một kế hoạch riêng và cái kế hoạch đánh giá sau sự kiện cũng là kế hoạch riêng. Bây giờ bạn hãy hỏi bất cứ một thứ chi tiết trong này, viết thử, hãy viết giới thiệu sự kiện Unify đấy có thể giảm trị văn hóa nghệ thuật cảm xúc môi trường phát triển bền vững nguồn lực cộng đồng hướng đến giới trẻ đọc cái quý vài không thì qua cái phần nào configure cái phần này là mình phải bổ sung nó thêm một số cái nội dung nữa những cái bài viết mà mình nói về tầm nhìn sứ mệnh hệ giá trị của Unify thì nó là sẽ sử dụng cái keyword và sử dụng cái từ nó quăng vào đây vậy thôi. Vô cùng công nghiệp trong 2 ngày đầy cảm hứng này chúng ta sẽ cùng nhau tham gia đúng không? Nghe như một cái máy đúng không? Nếu với những người bình thường thì ok, nhưng mà đối với cái nếu là bạn đã đọc cái bài ở trên của trên group đã hay các bài mà tự những người như chúng tôi viết ra là thì cảm xúc hơn, họ sẽ cảm thấy cảm xúc hơn. Thế lại cùng nhau lần kêu gọi cuối cùng thế lúc máy móc
cảm xúc hơn, gần với con người hơn. Được rồi, để xem nó làm gì được không. Nhật, tự hào, địa phương, ba gì, tự hào, tự hào, về sắc, sắc đỏ, đặc biệt. Đây cả cái từ về có vẻ đã về lỗi thời, nó bị lạm dụng quá nhiều, ai có thể cảm ơn. Thế vô ngữ tiếng Việt của trang chữ tìm nó chưa được tốt lắm. Mình thích dùng từ nó không? Nó không tự nhiên. Nó cũng là mấy cách để chúng ta tham khảo. Cùng chúng tôi, người ta phải được tính. Chúng tôi nghe nó cũng hơi xa lạ, hơi xa cách. Đó, tạo thế biết ra. Mà từ, nếu mà cái này lên Google ấy, thì nó cũng sẽ dễ tìm hiểu hơn. Đó, trong Google thì nó có cái gọi là SEO, là Search Engine Optimization, nghĩa là tối đa hóa SEO của nội dung để khi mà tìm Google nó hiện ra đầu trang là SEO. Từ khóa hashtag ấy, hoặc là keyword, lặp đi lặp lại nó nhiều lần. Vâng qua tả rõ lại và lặp lại như đó. Thì bây giờ mình lại hỏi nó mô tả rõ, hãy rất muốn mô tả rõ tối đa hóa SEO về thuật ngữ, về cụm keyword redefine và nó bản địa Việt Nam phát triển bền vững kiến trúc sinh thái đó, vậy đó. Không có gì cả. Thế bây giờ quan trọng là phải ý thức được cái sự giới hạn, cái sự giới hạn của giới hạn đúng không? Giới hạn thông tin và kết quả. Câu trả lời của bạn là gì? Limitations and boundaries là điều quan trọng. Server nó hơi chậm đấy. Mỗi ngày hàng triệu người truy cập vào, bây giờ các nhà lập trình rồi. Lập trình các cái công cụ dựa trên cái nền tảng của ChatGPT đúng không? Thông tin nó sẽ được gãy. Nhưng mà công việc hiện tại đã mở đến 2023 rồi, đầu năm nay. Đó. Mô hình của GPT được Big Data đó, nhưng nó không phải hoàn toàn chính xác. Cần phải xác minh thông tin độc lập. Đó. Đôi khi nó sẽ hiểu nhầm câu hỏi. Thứ hai là nó không khả năng trải nghiệm cá nhân, chỉ đưa ra thông tin dựa trên ngôn ngữ, là sự sắp xếp ngôn ngữ nhau đó, nó không thể cảm nhận được tất nhiên phạm vi câu trả lời của định có liên quan đến thông tin cá nhân tổ chức cụ thể mà không phải công khai rộng rãi, không thể cung cấp vấn đề quan pháp lý y tế hoặc là chuyên sâu mà khoa học thì trả lời được, không khả năng truy cập internet ngay trong thời gian thực. Là cái câu hỏi vừa rồi nó sẽ được công cụ bên trong của nó lội ra thôi, thì nó không thể tra truy cập cái dữ liệu ngay bây giờ. Đúng rồi, nó chỉ là chưa dữ liệu đấy, nó bây giờ nó chỉ tìm thử cái Google Trend, nó có thể tham gia, nó có thể nhìn được cái trend là cái cập nhật cho nó tức, nó có thể cập nhật được đó. Cái sáng tạo, nhưng mà sáng tạo có hạn, tại vì cái sáng tạo của nó là chỉ là móc nối những cái thứ đã có thành những cái thứ hỗn loạn hơn, mà có thể một số người không biết, có thể ở Việt Nam thì đi sau thế giới thì không biết, nhưng mà cái khoảng cách này là hẹp thôi, thì rồi không có tư duy phản biện sâu sắc thì con người nó chỉ là tư duy con người thôi, tận thưởng bảo mật đó, trụ cột đúng không? Được. Bạn 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 thì tự nhiên nó sẽ hiểu thôi, khá là thông minh. Đó là suy nghĩ này, nó phải pull up data một lúc luôn. Ok, privacy, nó phải quyền riêng tư.
chính xác và đúng, super accurate. Rồi. Ngày xưa thời kỳ nó bắt đầu ra thì công ty nó đưa ra nó khá hỗn loạn và nó không có cái phần disclaimer ở dưới là công ty của nó người dựa trên cái gì đúng không, trung tâm đúng không? Không sai đâu, không có về thật sự nó họ tiếng Việt hay họ tiếng Anh nên ra lời nó nên trả lời như vậy đúng không, giới tính đúng không? Không thiên vị đúng không? Là bias rồi. Tôn trọng lịch sự, lịch sự cả hơi chuỗi đấy. Nhưng mà thôi, chúng ta mình không đi sâu vào đó, mình cái nhân ngôn ngữ thôi cơ hạ, cũng chính xác, không dùng process, hạn chế pháp lý, thế. Tiếp cận khoa học, đúng, tiếp cận khoa học đi. Tiếp cận mà thôi. Tiếp cận mà hạn chế pháp lý gọi là gì? Là vì đạo đức đó thì có đó thì nó nói trên rồi, của đạo đức nó cái này thì pháp lý hoặc phần gọi là pháp biện hóa đạo đức, pháp lý là gì là pháp lý, nhưng mà chúng ta phải chứng nhận được cái chuyện này tất nhiên công ty mình cần tìm chung thì mình báo lại thì đi công ty mình tỉnh công ty cá nhân GDPR đây là luật EU đây là cái pháp thật nhiên nó chỉ là cái tính gọi robust robustness đó không chỉ là về học nó hỏi được là thế nào để bán nội tạng thì đương nhiên là nó sẽ không trả lời thế nào để mổ nội tạng khi không có đầy đủ dụng cụ là cái chuyện là thế nào để giết người phi tan xác là cái câu mà nó sẽ không trả lời đó. Đó thì đấy là đạo đức nữa. Đó, có thể là đâu cần phải quy định cụ thể quy định mỗi quốc gia đấy. Đấy, quy định của Việt Nam về bạn là gì đấy. Mỗi quốc gia đó tiếp tục nói đến tháng 4 của năm nay Việt Nam chưa có quy định gì về AI. Thì nó sẽ quy định cái phần nhỏ hơn trong trong cái lần nó liên quan đến bảo mật liên quan đến công nghệ thông tin và đương nhiên nó sẽ chỉ trả lời chung chung mà thôi, tại vì cái một trong những cái quy ước của nó là nó có được phép đưa ra những cái thông tin về pháp lý, nó chỉ có thể đưa ra những cái số liệu cơ bản trong cái trích nghị định dự thảo nào. Tôi nghĩ là một cái lúc nào rồi đó, chị để thể hiện ngôn ngữ linh hoạt, hỏi ở Mỹ là trả lời Hoa Kỳ nó tạo mức độ giống con người thôi. GPA, GPA, nó luôn có thể đấy tạo ra cái đề đó đó được để xe cho người khác không được rồi thì các bạn như vậy những cái kế hoạch đó chúng ta phải thật là mình chơi thì là một chút vào thôi sau này còn cái configure mình sẽ thể bổ sung mọi thứ đi tầm nhìn và nó hoạt động upload thêm một số cái trao quyền một số cái liên quan đến tìm kiếm mạng và sử dụng Dolly để vẽ hình đúng không? Thì đó, cái bảo là như này, cái câu lệnh nó như thế này.
Câu lệnh thì thật ra nó dài hơn nữa là sao? Thì bạn thật ra bạn để viết câu lệnh trước ở trong cái bản Word, ở bản test và đấy được. Câu lệnh càng chi tiết thì cái đáp án nó càng chi tiết. Vậy thôi. Phần nào mình chưa chi tiết thì mình lại hỏi thêm nó. Đó. Đó. Không có gì phức tạp, không có hoạt động sử dụng AI này hết. Cái quan trọng là bạn phải hiểu là AI là vật chết, con người là vật sống. AI thì rất tiền hoạt động quay này, pushing. Nhưng mà hoạt động để thích nghi cũng như là thay đổi từ tính đáp ứng cái tính gọi uncertainty, complexity and learning của kế hoạch đó thì phải có con người, và lý do là bạn phải học thật kỹ cái khóa của Allison rồi đó để bạn thể chủ động thay đổi. Và bây giờ bạn đổi nó tôi xuất phát 7 giờ để học thì cái chính người khác rồi tôi không có chương trình người này và trở về vẫn này thì nó sẽ đổi người khác rồi cụ thể chương trình này tôi học cái gì đó vậy đó cho các bạn sử dụng AI hiệu quả và để đó chúng ta đến dự án tiếp theo của Vinify. Cảm ơn.